chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhiều người trong gia đình bị đầu độc bằng cyanua gây rúng động dư luận xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mới đây, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, công việc 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin thêm về vụ án. Theo Đại tá Toàn, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích sinh năm 1986, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà ở tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ngày 22 tháng 6, Bích thấy cháu ruột là NHBT, sinh năm 2006, trú tại xã Vĩnh Thanh, đang ngồi học bài một mình, nên lấy cyanua bỏ vào thuốc còn nhậu, rồi đưa cho cháu T uống. Người cháu ruột sau đó bị ngộ độc, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. NHBT may mắn được các bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh cứu sống cho xuất viện ngày 8 tháng 7. Ngoài ra, bị can còn khai, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng cyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình, dẫn đến tử vong, trong đó có chồng Bích và hai cháu ruột. Theo thông tin điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc cyanua qua mạng đựng trong chai nhựa màu trắng, sau đó cất giấu tại phòng ngủ trước khi gây án. Trước đó, ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích về hành vi sát hại người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cuối tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai nhận thông tin tố giác từ quần chúng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã điều tra xác định Bích liên quan đến bệnh của người cháu ruột. Đối với việc tử vong bất thường của 5 người trong gia đình trước đó, đến nay Bích thừa nhận dùng cyanua đầu độc khiến 3 người tử vong, gồm chồng và hai cháu. Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ hai trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích. Sau khi gây án tại căn nhà ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, nơi nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích cư trú, cũng là quán cơm đã đóng cửa, không còn buôn bán kể từ khi công an bắt giữ Bích và thực hiện lệnh khám xét căn nhà. Bà Trâm, người bán quán nước gần nhà Bích cho hay, những người trong gia đình Bích là dân địa phương nên ai cũng biết, cha mẹ của Bích và người anh trai đầu định cư ở Mỹ từ lâu. Còn căn nhà này là của anh L, anh trai thứ hai của Bích cho vợ chồng Bích mở quán cơm kinh doanh, còn vợ chồng anh L mở tiệm kinh doanh tạp hóa ở nơi khác buôn bán. Gần đây do Bích không mở quán nữa nên anh L tiếp tục bán cơm. Nói về việc những người thân trong gia đình Bích lần lượt tử vong trong thời gian ngắn, bà Trâm cho hay ban đầu là chồng Bích, rồi tới ông Hát là cha ruột và hai đứa cháu của Bích lần lượt qua đời trong thời gian ngắn. Bà và nhiều người dân ở đây cũng chỉ nghĩ họ đau bệnh do ông Hát vốn đã bị đột quỵ. Một cháu bé tử vong là con của người em gái của Bích thì ở nhà khác. Đến khi biết chuyện Bích đầu độc sát hại người, hàng xóm ai cũng bàng hoàng. Một người đàn ông khác ở gần nhà nghi phạm cho hay, lâu nay có nghe Bích bài bạc chơi số đề. Khi mở quán cơm, nghi phạm không trực tiếp buôn bán mà thuê người làm, rồi cuối cùng cũng phải dẹp quán. Con chồng của Bích cũng là người dân địa phương. Khi ông này tử vong, ai cũng tưởng là do đau bệnh. Không ngờ nay lại có tin rằng bị vợ mình đầu độc. Liên quan đến vụ việc này, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh cho biết Vĩnh Thanh là địa bàn có đông giáo dân từ miền Bắc di cư vào Nam từ những năm 1954 và cư trú qua nhiều thế hệ, nên người dân ở đây đều biết nhau, sống nề nếp và cư xử hòa thuận, ít khi xảy ra những vấn đề phức tạp liên quan đến pháp luật. Vì vậy, việc một người phụ nữ dùng chất độc cyanua đầu độc nhiều người thân trong gia đình là chuyện không ai ngờ được. Dư luận tại địa phương quan tâm và cũng lan truyền nhiều thông tin. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Trước khi xảy ra vụ việc, Bích cũng là người làm ăn bình thường, chưa có tiền án tiền sự. Bích đã ra tay tàn độc với những người thân trong chính gia đình mình. Thế nhưng, trước đó, không ai nghi ngờ vụ việc chỉ được cơ quan điều tra phát hiện khi NHBT sinh năm 2006, cháu ruột của Bích được đưa đi cấp cứu vào ngày 22 tháng 6. Bệnh viện phát hiện có chất độc cyanua trong cơ thể. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ tháng 10 năm 2023 đến nay, trong gia đình đã có 4 người gồm ông Hát là ông nội của NHBT, một cháu ngoại, một cháu nội và con rể của ông Hát, tức là chồng của Bích, lần lượt tử vong bất thường với các triệu chứng lâm sàng như nôn ói, nhức đầu, rối loạn nhịp tim, ngưng tim, nên người thân của anh NHBT đã làm đơn trình báo công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra và tiếp tục đưa vụ việc ra ánh sáng. Cụ thể, Bích đã dùng cyanua đầu độc người thân vào giữa tháng 10 năm 2023. Bích cho rằng
Chồng mình là anh T, 38 tuổi, thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định sát hại chồng. Sau khi thực hiện hành vi đầu độc bằng cyanua, ít ngày sau chồng của nghi phạm tử vong. Đến đầu tháng 1 năm 2024, Bích tiếp tục dùng cyanua đầu độc cháu bé D, sinh năm 2017, con ruột của em gái Bích. Lý do sát hại đứa trẻ còn quá nhỏ được Bích khai nhận là vì mâu thuẫn tiền bạc, và em gái, mẹ cháu bé thường hay để ý và cho rằng Bích có quan hệ tình cảm với bên ngoài sau khi chồng tử vong nên đã hạ độc cháu ruột để trả thù. Đến cuối tháng 5 năm 2024, Bích tiếp tục dùng chất độc cyanua để đầu độc bé N, sinh năm 2012, con của anh trai Bích và là em ruột của NHBT, khiến bé trai tử vong cũng vì những mâu thuẫn trong cuộc sống. Với mục đích tiếp tục trả thù, tháng 6 năm 2024, thấy mặt T nổi nhiều mụn nên Bích nói uống thuốc giải độc gan thì sẽ hết, và nếu T uống thì Bích sẽ mua thuốc dùng. Ngày 22 tháng 6, thấy T đang ngồi học bài một mình, Bích đã ra tiệm thuốc Tây mua viên thuốc loại con nhộng về rồi cho cyanua vào viên thuốc đưa cho T uống. Sau khi uống thuốc, T lâm vào tình trạng hôn mê, mất tri giác, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, bệnh nhân T được đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch do tụt huyết áp, nghi bị rối loạn nhịp tim. Hội chẩn ban đầu rối loạn nhịp tim trên bệnh nhân trẻ có thể do viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim liên quan đến yếu tố gia đình. Tuy nhiên, khai thác bệnh sử và diễn tiến của bệnh nhân T không phù hợp với chẩn đoán ban đầu. Kết quả hội chẩn với chuyên gia độc chất bệnh viện Chợ Giấy, nghi bệnh nhân T ngộ độc chất nhưng chưa xác định nếu chuyển viện có nguy cơ tử vong trên đường đi. Tiếp đó, bệnh nhân T diễn tiến phù phổi giãn đồng tử, điều trị tích cực nhưng latê máu tiếp tục tăng cao, nghĩ nhiều ngộ độc cyanua gây độc hô hấp tế bào. Cyanua hấp thu vào máu rất nhanh, có thể gây tử vong ngay sau đó, vì vậy phải cấp cứu trong thời gian vàng, không được phép trì hoãn. Bệnh nhân tiến hành lọc máu với hai quả lọc hấp thụ để hấp thụ chất độc trong máu trong 12 giờ, không có thuốc giải độc cyanua đặc hiệu. Bệnh viện cho bệnh nhân T sử dụng vitamin B12 có hiệu quả nhưng yếu hơn thuốc đặc hiệu. Theo bác sĩ điều trị, tình trạng bệnh nhân T cải thiện, giảm liều thuốc vận mạch, đồng tử co nhỏ lại, lactate máu và toan chuyển máu giảm. Kết quả xét nghiệm độc chất từ dịch dạ dày của bệnh nhân T khẳng định đây là chất độc cyanua. Ngày 30 tháng 6, bệnh nhân T cai thở máy. Ngày 8 tháng 7, sau gần nửa tháng được các bác sĩ tích cực điều trị, nam thanh niên này đã được xuất viện. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn cần được tiếp tục theo dõi, tập vật lý trị liệu, sử dụng thêm các điều trị bổ trợ. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân đã ổn định sức khỏe. Liên quan đến vụ án, thông qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau khi chồng và con tử vong, Bích đã được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này nghi phạm dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau vụ đầu độc 4 người thân bằng cyanua ở Đồng Nai và các vụ án tương tự xảy ra thời gian qua, điều được nhiều người quan tâm là người bán chất độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người liệu có bị xử lý hình sự. Cách đây không lâu, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra một vụ án gây chấn động dư luận. Kẻ thủ ác chính là con gái ruột đã tới chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh, mua cyanua về để đầu độc cha rồi giấu xác, đốt nhà để che giấu tội ác. Trước đó tại Thái Bình, Lại Thị Kiều Trang là em họ của chị DTHY có quan hệ bất chính với anh PVQ, chồng của chị Y. Do cảm thấy có lỗi với vợ con nên tháng 10 năm 2019, anh Quy đã chia tay Trang, khiến cho đối tượng này nảy sinh ý định tự tử. Sau đó, Trang đã tìm mua chất độc natri cyanua dạng lỏng, đặt trà sữa rồi dùng xi lanh bơm chất độc vào cốc trà rồi mang đến chỗ làm cho chị Y. Do chị Y không có ở đó nên nhờ đồng nghiệp nhận giúp. Sáng hôm sau, chị NTH, đồng nghiệp của chị Y, thấy trà sữa trong tủ lạnh đã lấy uống và tử vong. Trang đã bị tòa tuyên án tử hình về hành vi sát hại người. Được biết, hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên ngoài tuân thủ luật kinh doanh chung, các cơ sở kinh doanh còn phải đáp ứng các tiêu chí an toàn, kho bãi mới được cấp giấy phép hoạt động. Tuy vậy, tại một số chợ và trên mạng, việc mua bán hóa chất, trong đó có chất độc cyanua, vẫn diễn ra khá nhộn nhịp và dễ dàng, hầu như không có bất kỳ sự giám sát quản lý nào. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng cyanua được xếp vào loại chất độc đầu bảng, có thể gây nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của người dù với lượng rất nhỏ. Song điều đáng nói là hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về việc cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện nào thì mới được mua sử dụng chất cyanua. Đồng thời cũng không có quy định về việc người bán phải kiểm tra điều kiện của người mua mới được bán. Vừa qua, nhiều đối tượng sử dụng cyanua đầu độc người khác đã bị xử lý hình sự về hành vi sát hại người, bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.
Tuy vậy, để tránh xảy ra những vụ việc tiếp theo thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự người bán chất độc để răn đe. Cũng theo luật sư Thu, điều 23 luật hóa chất 2007 nêu rõ, cyanua là hóa chất nguy hiểm, có tính độc cao, nên việc mua bán phải có phiếu kiểm soát, thể hiện thông tin cá nhân người mua, người bán, số lượng, mục đích, chữ ký. Trường hợp người mua bán cyanua vi phạm quy định về phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc có thể bị phạt hành chính với số tiền từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Điều 21 Nghị định 71/2019 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất. Nếu bên bán không có giấy phép kinh doanh hoặc việc mua bán không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả gây ra có thể bị xử lý hình sự về tội mua bán trái phép chất độc. Điều 311 Bộ Luật Hình sự 2015 nêu rõ, người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất độc thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Luật sư Thu nhấn mạnh, phạm tội có tổ chức, sát hại người, gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Phạm tội sát hại 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.